Điều hòa biểu hiện khi mà chúng ta so sánh Bakuchiol với retinol trong việc điều hòa biểu hiện các loại gen mà giúp cho quá trình hydrat hóa ra tốt hơn thì chúng ta có thể thấy rằng là Bakuchiol ở cái kênh mà và vận chuyển nước và duy trì độ ẩm cho da thì bakuchiol và retinol uh, chênh lệch nhau không quá nhiều nhưng mà ở cái phần mà cần cái cái gen mà cần thiết cho các quá trình mà ngăn mất nước qua da thì bakuchiol lại hơn hẳn retinol uh, gấp hơn hai lần retinol trong cái việc mà điều hòa các biểu hiện gen này thì chúng ta phải thấy về khả năng mà cân bằng ẩm của bakuchiol sẽ hơn tốt hơn và do đó là khi mà chúng ta dùng bakuchiol sẽ thấy là nó đỡ bị khô hơn retinol rất là nhiều tiếp theo đấy. và cái hiệu quả mà điều uh, hòa cái cân bằng ẩm này trong da đã được chứng minh qua rất là nhiều nghiên cứu trong đó một nghiên cứu nổi bật là chúng ta có thể tham khảo cái uh, nghiên cứu của uh, được kiểm chứng bởi SCI thì có thể thấy rằng là uh, khi mà tăng cái biểu hiện của cái uh, gen mà tạo ra kênh uh, chuyển nước duy trì độ ẩm cho da là aquaporin thì cái kênh uh, cái hệ aquaporin là một loại protein mà tăng cái nước cho da và mở cái đường rất ẩm cho da là một hệ thống hống cấp nước uh, rất là uh, tốt và làm cho da chúng ta có bị có cái khả năng mà căng bóng ẩm tự nhiên thì uh, baculon có thể điều hòa cái gen này và làm cho cái kênh uh, kênh aquaporin này uh, được uh, mở được uh, tốt hơn và từ đó làm da chúng ta căng ẩm hơn. Tiếp theo về cơ chế chống lão hóa là, là bakuchiol có khả năng tổng tăng tổng hợp các loại collagen như là 1 3 4 và ức chế các, các cái gen à, các các cái men enzyme mà gây thoái hóa collagen. Một cái đặc điểm của da lão hóa đó chính là tình trạng mà chảy xệ này, đứt gãy các cái ma trận collagen elastin do một cái loại enzyme là MMP chúng ta cũng đã nghe tới enzyme này rất là nhiều đúng không ạ đây là một loại enzyme mà có tác động làm tăng cái sự đứt gãy của collagen và elastin và làm cho cái quá trình lão hóa của chúng ta xảy ra nhanh hơn. Thì khi bakuchiol ức chế cái enzyme này sẽ làm chậm cái quá trình lão hóa. Thì có hai loại enzyme chính đó là MMP1 uh, tác dụng là làm đứt gãy collagen và MMP12 làm đứt gãy elastin, elastin. Thì uh, bakuchiol ở cái gen um, ức chế ở cái gen MMP1 ấy, thì ba con ba cho thấy khả năng ức chế từ 50% nhưng mà Retinol thì không có báo cáo nào về khả năng ức chế cái um, MMP1. Còn đối với MMP12 là cái uh, men mà ức chế uh, À, cái men mà gây thoái hóa elastin thì bakuchiol lại cho thấy là cái khả năng ức chế của nó lên tới 70% trong khi đó retinol chỉ có 8% như vậy về khả năng chống lão hóa và tăng nhờ cái cơ chế tăng tổng hợp collagen này và ức chế các men gây thoái hóa collagen thì bakuchiol lại cho thấy khả năng và à, chống lão hóa tốt hơn hẳn so với retinol ngoài ức chế các cái men là collagen này, elastin thì bakuchiol còn tăng tổng hợp cái collagen 1 này, 3 và 4 và À, có biểu hiện là, là nó ưu việt hơn so với retinol và ngoài ra Bacoction còn thấy là tăng cái lượng protein COL 1 a là một loại protein cấu trúc nó rất là phong phú trong da và tăng một loại collagen nữa là collagen protein nữa là COL 7 a 1 đây cũng là một loại protein mà nó tăng hình thành các cái mối nối ở trong cái lớp biểu bì và bì và từ đó tăng cái độ ẩm tăng cái sự săn chắc cho cái làn da của chúng ta và hiệu quả này đã được kiểm chứng qua các rất nhiều nghiên cứu và được kiểm chứng bởi SCI và cho thấy tăng cái khả năng sản sinh collagen và tăng cái chu trình tái tạo của làn da chúng ta. Bình thường một cái quá trình Thay da sẽ ở một người bình thường từ 20 đến 30 tuổi nó sẽ khoảng 21 đến 28 ngày nhưng mà dần dần quá trình lão hóa thì cái thời gian này sẽ kéo dài thì uh, Bakuchiol nó cũng làm cho cái quá trình tái tạo này nó được uh, um, nhanh hơn và làn da chúng ta sẽ thay mới tốt hơn thì uh, sẽ nhanh mờ thâm này cũng như là uh, tăng cái độ căng ẩm cho làn da của chúng ta. Uh, tiếp theo đi ạ. Rồi khi mà ức chế vào mỹ phẩm thì cũng được chứng minh là cải thiện các vấn đề về lão hóa như chúng ta có thể nhìn thấy trên hình là cái sự cải thiện của Bakuchiol à, về cái vấn đề mà cải thiện các cái nếp nhăn thì cũng một cách khá là rõ rệt khi mà chúng ta sử dụng trong một, một thời gian dài rồi tiếp theo rồi trong quá trình mà Lão hóa thì cũng có các biểu hiện của phản ứng viêm, thì quá trình viêm mãn tính nụ sũng cũng đẩy nhanh Các quá trình lão hóa da của chúng ta. Thì Bakuchiol lại ức chế tổng hợp các chất trung gian hóa học mà gây viêm thì từ và ức chế nhiều cái vị trí trong quá trình viêm nên là cũng có cho thấy khả năng chống lão hóa tốt hơn. Ví dụ như là prostaglandin E2 tức là PGE2 là một cái cytokine tiền viêm chính ở trong da của chúng ta khi nó cái cái uh, hay uh, collagen và tăng biểu hiện của các enzyme gây thoái hóa collagen từ đó làm tăng cái nguy cơ lão hóa thì chúng ta có thể thấy trong cái bảng này thì bakuchiol lại ức chế rất là nhiều giai đoạn nhiều vị trí trong quá trình hình thành các chất uh, uh, chu gian tiền viêm đó thì từ đó làm ức chế các cái tình trạng viêm mãn tính và làm chậm quá trình lão hóa hơn Được. tiếp theo nhỉ rồi, về khả năng tăng tăng khả năng tái tạo da thì chúng ta cũng thể thấy là à, vừa rồi thì trong một cái nghiên cứu của SCI cũng cho thấy rằng là bacuchol làm tăng tốc độ à, tăng chu kỳ thay da thì à, FGF7 chính là một yếu tố tăng trưởng của tế bào sừng. Khi khi mà sử dụng bacuchol thì cho thấy nó nó tăng hơn thì nó sẽ làm cho quá trình mà tái tạo da của chúng ta sẽ nhanh hơn và và bakuchiol lại còn ức chế viêm và oxy hóa thì đó nó sẽ làm giảm cái tình là là gián tiếp làm tăng khả năng tái tạo da. Ngoài ra có một cái loại protein là fibronectin là một cái protein bám dính trong chất nền ngoại bào cũng được tăng khi mà chúng ta sử dụng bakuchiol bởi vì, vì nó đóng vai trò rất là quan trọng trong quá trình phát triển cái dính và di chuyển biệt hóa của các loại tế bào sừng. Thì từ đó nó giúp cho cái bakuchiol làm tăng cái khả năng tái tạo da. Rồi, mình tiếp nhỉ rồi mình uh, qua uh, qua slide này slide này cũng đã vừa nói rồi tiếp theo là cái uh, tác động cuối cùng của bacitron trong cái uh, điều, điều trị các vấn đề về da đó chính là làm sáng và điều màu da lão hóa da cũng có liên quan đến một số cái chức năng mà tổng hợp và phân phối của melanin làm cho da chúng ta trở nên sạm màu hơn này. thì cái quá trình đồng thời quá trình mà viêm thì cũng để lại tăng sắc tố sau viêm. thì với cái cơ chế chống viêm và chống lão hóa thì bakuchiol cũng giúp làm ngăn ngừa cái đốm nâu vừa tác động trực tiếp và tác động gián tiếp. khi mà so sánh cái khả năng làm sáng da của bakuchiol với avobutin, avobutin thì chúng ta cũng thấy là có rất nhiều trong các sản phẩm làm sáng da và an toàn có cho thấy khả năng làm sáng da cao thì trong cái nghiên cứu này so sánh baccorion với apotin thì chúng ta thấy uh, thể hiện cái khả năng uh, ức chế sắc tố của baccorion cao hơn gấp 10 lần so với lại apotin rồi như vậy là chúng ta đã đi qua hết những cái tác động của bakuchiol đó chính là tác động về à, tình trạng à, điều trị mụn và ngăn ngừa mụn tái phát này cũng như là chống lão hóa à, chống lão hóa và làm sáng đều màu da thì trong tất cả các cái cơ chế mà điều trị của bakuchiol thì cái nổi bật nhất chính là cái và điều trị về cái tình trạng lão hóa da và được ứng dụng rất là nhiều ở trong lâm sàng à, cho thấy cái khả năng mà ưu việt so với retinol hơn rất là nhiều trong từng cái cơ chế để chống lão hóa da thì khi so sánh với bao cô chị Bakuchiol và retinol chúng ta có thể thấy là nó có thể giống nhau rất là nhiều về cái biểu hiện lâm sàng đó là giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn này giúp cải thiện cái độ đàn hồi và săn chắc da làm đều màu da giảm xuất hiện các đốm nâu giảm viêm điều trị mụn và chống tái phát mụn như thế thì chúng ta có thể ứng dụng rất là nhiều trong lâm sàng và nó cho thấy khả năng tác động đa nhiệm tức là hầu hết các vấn đề của da chúng ta bây giờ trong phòng khám chúng ta thường gặp đó là các vấn đề về mụn này về lão hóa và về vấn đề sắc tố thì Bakuchiol và retinol đều cho thấy khả năng mà điều trị về tất cả các vấn đề này nhưng mà chúng ta sẽ thấy là có những cái sự khác biệt vậy thì Bakuchiol sẽ ưu biệt việt hơn retinol ở những cái điều gì sau khi mà so sánh về cơ chế cũng như là các cái biểu hiện về lâm sàng thì rút ra rằng là cái baculon này sẽ làm giảm cái kích ứng và bong chóc và gần như không xảy ra hiện tượng này Um, thứ hai là nó sẽ ổn định với lại ánh nắng tức là chúng ta có thể sử dụng khi mà ban ngày cũng được và sử dụng ở bất cứ bước nào uh, ví dụ như ta có thể sử dụng ở dạng toner hay dạng xịt dạng này hay dạng serum hay dạng kem dưỡng này sau đó chúng ta dùng cùng với kem chống nắng thì uh, nó sẽ ổn định và chúng ta có thể dùng được ban ngày và dùng được thường xuyên bởi vì nó không gây kích ứng không gây mông chóc ngoài ra thì nó còn làm giảm ban đỏ tức là khi mà chúng có rất là nhiều nghiên cứu là khi mà chúng ta sử dụng kết hợp Bakuchiol cùng với lại kem chống nắng thì cho thấy khả năng chống nắng tốt hơn, à, đặc biệt là khi mà ở trong những cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc là chúng ta đi biển, chúng ta sự tiếp xúc với ánh nắng trong một thời gian dài thì cũng rất dễ có nguy cơ hình thành các ban đỏ sau khi mà mình tiếp xúc với ánh nắng. thì um, khi mà mình kết hợp Bakuchiol với lại kem chống nắng thì là sẽ là vừa chống oxy hóa uh, do cái các cái tia tử ngoại gây ra và đồng thời làm giảm tình trạng ban đỏ thì rất là tốt khi mà chúng ta kết hợp với kem chống nắng. Và thứ tư có một khả năng ưu việt nữa đó là rất là an toàn cho phụ nữ có thai và cho con bú à, với cái tác động mà chống lão hóa này chống uh, chống viêm này và uh, làm sáng đều màu da thì rất nhiều phụ nữ có thai gặp những cái vấn đề này nhưng mà rất là đau đầu cho các bác sĩ là làm sao có thể lựa chọn được một cái loại mà vừa có thể tác dụng điều trị mà lại an toàn cho phụ nữ có thai và cho con bú thì có thể pacocian cũng là một cái giải pháp rất là um, tốt để khi mà chúng ta sử dụng cho các cái đối tượng đặc biệt này. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn Bakuchiol hay Retinol. Nãy giờ chúng ta nghe nói về Bakuchiol nhiều, thì sẽ thấy là cái sự ưu việt của Bakuchiol nhiều hơn so với Retinol. Nhưng mà dù sao thì bakuchiol cũng là một cái sự thay thế nhẹ nhàng hơn so với retinol đối với nó và nó sẽ hấp dẫn với những người mà có làn da nhạy cảm và đang tìm kiếm một cái thành phần chăm sóc da tự nhiên giống như những người ăn chay người ta sẽ thích rằng là tất cả mọi thứ người ta sử dụng đều phải là thuần chay kể cả, cả mỹ phẩm cũng vậy thì tuy nhiên nhưng đối với một cái làn da mà đang có những tình trạng viêm uh, viêm về do mụn chứng, uh, viêm dụ như trứng cá nặng thì uh, vẫn nên ưu tiên sử dụng uh, hay là cái tình trạng uh, da mà thô ráp, dày sừng nhiều, mụn ẩn viêm nhiều thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng retinoid tức là từ retinol, niacinol, uh, adapalene uh, các cái các cái nhóm của retinoid để điều trị cái tình trạng uh, giảm cái tình trạng viêm và tình trạng dày sừng này giảm một cách nhanh chóng thì sau khi mà đã uh, ổn định rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu xen kẽ retinol và bakuchiol để điều trị tình trạng viêm dưới da bởi vì khả năng chống viêm của bakuchiol thì nó rất là rộng nó không chỉ là chống viêm trong mỗi mụn mà nó ức chế tất cả các quá trình trong cái phản ứng viêm để tạo ra cái các cái yếu tố trung gian tiền viêm thì bakuchiol lại khản cho thấy khả năng chống viêm toàn diện hơn so với retinol nhưng mà trong cái giai đoạn mà viêm do mụn ý, thì mà viêm cấp ý, thì chúng ta nên sử dụng retinoid trước và đến khi mà uh, tạm ổn định thì chúng ta có thể xem kẽ mà retinol và bakuchiol thì vừa điều trị những tình trạng viêm sâu ở dưới điều trị uh, tình trạng viêm một cách uh, toàn diện và kết hợp là duy có tác động là duy trì ngăn ngừa mụn lâu dài um, và sử dụng trong cái liệu trình mà duy trì bởi vì bakuchiol thì nó không bị các tác dụng phụ như retinol như là bong chóc đỏ da hoặc là uh, trong các cái đối tượng mà đặc biệt ví dụ như là đối tượng phụ nữ có thai trong bụng thì bacucimon vẫn là một cái sự lựa chọn thay thế khi mà chúng ta ở sự, ở điều trị cái giai đoạn duy trì và hoặc là giai đoạn mà cuối khi sau khi mà gần hết giai đoạn viêm hoạt động tóm lại nó sẽ phù hợp với các đối tượng là những người có làn da vô cùng nhạy cảm đã test đi test lại với nhiều với retinol nhưng không dung nạp à, mình thì có rất là nhiều khách hàng đối tượng khách hàng mà đã cố tình sử dụng retinol à, từ các cái nồng độ khác nhau rồi các hãng khác nhau thì à, tuy nhiên là vẫn không dung nạp nhưng mà khi mà mình sử dụng các loại mà nhẹ hơn một chút thì người ta sẽ sẽ, sẽ dễ chịu hơn vì vậy mình vẫn phải cân nhắc giữa hiệu quả và tác dụng phụ bởi vì bong chóc đỏ rát hoặc sẽ phù còn phải phù hợp với cái công cái công việc của khách hàng nữa thì bao cô treo là một cái giải pháp rất là tốt để có thể thay thế trong cái trường hợp đó hay là những người mà theo xu hướng là uh, clean beauty tức là mọi thứ người ta sử dụng đều phải đến thuần tự nhiên thuần chay và đối tượng là phụ nữ có thai và cho con bú có thể có thể nói là bao cô là một cái giải pháp rất là, là là tốt cho các cái đối tượng đặc biệt này và mong rằng là bacultron sẽ được sử dụng rộng rãi và làm một cái sản phẩm mà có thể uh, uh, phối hợp um, chắc chắn là tới đây thì mình sẽ cũng sẽ phối hợp bacultron uh, với Retinol trong cái quá trình mà điều trị cho khách hàng để uh, uh, giảm cái tình trạng bong chóc kích ứng và làm tăng cái uh, cái khả năng mà uh, khách uh, tuân thủ cái liệu trình hơn uh, uh, vừa rồi thì mình đã đi qua tất cả những cái uh, cơ chế tác động của Bakuchiol và sự so sánh Bacuchion Retinol thì sau đây thì bác sĩ Toàn sẽ chia sẻ thêm về cái việc ứng dụng Bakuchiol với thực tế trong cái điều trị cho từng đối tượng khách hàng như thế nào mình sẽ phối hợp mà ở từng bước ra sao thì mời bác sĩ Toàn chia sẻ Dạ vâng ạ, à. em rất là cảm ơn phần chia sẻ vô cùng chi tiết của bác sĩ Trang Đoàn. Và bây giờ thì em xin phép mời mọi người đến cái phần ứng dụng hoạt chất Bakuchiol trong các cây lâm sàng qua phần thuyết trình của bác sĩ Trương Khánh Toàn ạ. À. Em xin phép mời bác Toàn ạ. À. Chào mọi người ạ. À. Và vừa gọi là rất là cảm ơn bác Trang đã chia sẻ rất là chi tiết về Bakuchi Oil, về từ uh, nguồn gốc, từ thành phần, về cơ chế hoạt động của Bakuchi Oil như thế nào để cho tất cả các uh, đại lý, các bác sĩ cũng như là mọi người hiểu, có cái nhìn khái quát về Bakuchi Oil. Và bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ đi vào phần ứng dụng sản phẩm Bakuchi Oil. Đây là một uh, line hàng mới của Aowa và đang được... Uh, đẩy và ứng dụng rất là nhiều trong việc xử trí các vấn đề và đặc biệt đó là trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay buổi workshop ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ nhiều khi sử dụng những uh, sản phẩm có hoạt chất và cô chơi trong việc chống lão hóa da và cũng như là giải quyết vấn đề mụn thì uh, chúng ta sẽ đi qua các phần như là tác nhân gây lão hóa da đặc điểm của lão hóa phòng ngừa và điều trị lão hóa da như thế nào và tiếp theo đó là kết quả lâm sàng chứng minh hiệu quả của Bacultrio phối hợp của bà cô Choi và Greatzinoi trong việc điều trị những cái vấn đề về da và như slide mọi người có thể nhìn thấy ạ à, cái hình ảnh nó uh, phản chiếu rất là rõ rệt cái tình trạng đó là hình e đây là cái tình trạng đó là cái làn da của chúng ta lúc khỏe mạnh và hình bơi đó là làn da chúng ta bị lão hóa thì khi da chúng ta là uh, còn khỏe mạnh thì cái lớp sừng nó sẽ rất là dày đặc. Lúc này lớp sừng nó là một cái khối liên kết vững chắc để bảo vệ làn da của chúng ta khỏi tác động những cái yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên khi da chúng ta bị lão hóa đi, lớp sừng nó sẽ bị mỏng và bị teo đi. Thì cái lúc này cái tế bào keratinocyte nó cũng sẽ giảm đi cái chất lượng và cái tính toàn vẹn và bảo vệ làn da của chúng ta nó sẽ không còn nữa. Chính vì vậy da của chúng ta sẽ dễ dàng bị mắc đi cái độ ẩm ở bên trong ra bên ngoài. Và tiếp theo đó là da của chúng ta dễ bị tác động bởi những cái yếu tố bên ngoài như là vi khuẩn nè, vi nấm hay là những cái tác nhân uh, gây ra lão hóa da. Chính vì vậy, đối với những cái tình trạng da lão hóa thì da chúng ta sẽ trở nên dễ nhạy cảm hơn. Đó, da chúng ta dễ nhạy cảm và mẫn cảm hơn với các thành phần. Chính vì vậy, khi mà bước vào độ tuổi lão hóa, chúng ta lựa chọn những cái dòng sản phẩm treatment mạnh như là sử dụng retinoid hay là uh, tretinoid thì lúc này làn da chúng ta cái hàng rào bảo vệ nó không còn chất lượng như trước nữa nó yếu ớt thì nó sẽ dễ bị tổn thương dễ bị kích ứng và dễ mặn cảm hơn và đỏ rét bong chóc là một cái điều thường xuyên mà chúng ta sẽ hay gặp và đặc biệt là tất cả các chị em ở đây hoặc là thậm chí những bác sĩ khi mà chúng ta kê to cho khách hàng đều than phiền là ở sau khi sử dụng retinoid hay là retinol một thời gian thì da cái là bong chóc tại vì hàng rào chúng ta nó sẽ không còn khỏe mạnh khi chúng ta còn trẻ nữa chính vì vậy chúng ta cần có một cái sản phẩm có thể thay thế mà tác động trên thời gian tương tự như vậy thì cái Bakuchi oil thì chúng ta sẽ là cái lựa chọn chúng ta nên sử dụng để hạn chế những cái tình trạng mặn cảm hay kích ứng Tiếp theo đó như mọi người nhìn thấy đối với những cái làn da uh, lão hóa thì tế bào mel melanocytes melan nó sẽ tăng hoạt động hơn lúc này melanin nó sẽ phát triển vì da sẽ dễ bị sạm và dễ bị ném đó chính vì vậy mọi người có để ý không ạ à? khi mà bị ném thì cái vấn đề lão hóa cũng là một nguyên nhân gây các tình trạng ném cho nên kiểm soát được tình trạng lão hóa đồng thời chính vì vậy chúng ta cũng thuộc, có thể kiểm soát được những cái vấn đề về sắc tố đặc biệt đó là về ném và đi vào phần uh, phần bì của da yeah, thì mọi người nhìn thấy á, lúc này là những cái nguyên bào sợi nó bị lão hóa đi rất là nhiều những sợi collagen những sợi collagen bắt đầu nó sẽ đứt gãy đi cái tính toàn vẹn của elastin để Uh, năng đỡ thì nó cũng sẽ không còn nữa mặc độ nước nó cũng không có chính vì vậy ở hình da lão hóa mọi người sẽ nhìn thấy cái mặt phẳng da nó sẽ không còn toàn vẹn nó sẽ có độ nhô thấp đó là biểu hiện lên trên bề mặt da của chúng ta là gì nó xuất hiện những cái nếp nhăn ở vùng chén ở vùng cao mài và ở vùng đuôi mắt và uh, chắc là ngoại bào cũng vậy nó lỏng lẻo đi làm da chúng ta dễ bị trùng, nhão và chảy sợi Chính vì vậy chúng ta cần phải lựa chọn một hoạt chất để mà có thể sử dụng và can thiệp vào lúc này để uh, vừa phù hợp đối với làn da lão hóa và nó có thể kích thích tăng sinh collagen và elastin. Rồi, tiếp theo cho anh đi em ạ. À. Thì như mọi người đã biết cái, cái vấn đề mà hầu như chúng ta đều uh, đã có thông tin qua là cứ sau 25 tuổi mỗi năm chúng ta sẽ mắc đi 1% sợi collagen và cái quá trình lão hóa nó diễn ra thì nó sẽ có hai nguyên nhân đó là nội sinh và ngoại sinh thì nội sinh như cái hình hồi nãy bác trang chia sẻ với mọi người đó là cái việc tác động từ ở phía bên ngoài là ở ngoài ở phía bên ngoài thì ở phía bên trong á, thì chúng ta sẽ có các oxy hóa tái hoạt hóa đó là ROS thì đây là cái cái oxy nó sẽ làm tổn thương đi cái màng tế bào và các enzyme và DNA chính vì vậy chúng ta không thể nào ngăn chặn được cái việc lão hóa gọi là diễn ra tự nhiên tại vì ai rồi cũng sẽ già đó cho nên là cái điều này là hiển nhiên phải xảy ra và cái nguyên nhân ngoại sinh ở đây để gây ra tình trạng lão hóa da đó là tiêu UV đó là do hút thuốc lá đó là do lối sống về cái việc chăm sóc da chúng ta không được khoa học và những cái đặc điểm lão hóa da mà mọi người sẽ hay nhìn thấy nhất đó là những cái vấn đề về rối loạn sắc tố như là nám đòi mồi tàn nhang hay là da không điều mèo như mọi người biết đó nám xảy ra là một phần là do quá trình lão hóa da nó diễn ra và da trở nên khô tại sao tại vì cái hàng rào bảo vệ da nó không còn toàn vẹn nữa thì da chúng ta sẽ dễ dàng bị mắc độ ẩm thì lúc này da chúng ta sẽ không còn căng bóng và mịn màng như lúc chúng ta còn trẻ da chúng ta sẽ dễ bị chảy nhão và hình thành những cái nếp nhăn hơn da sẽ có thể uh, dày sừng ánh sáng có thể tăng sinh nội mô mạch và có thể tăng sản tuyến bã thì việc phòng ngừa nó sẽ quan trọng hơn rất là nhiều khi mà chúng ta tiến hành điều trị khi điều trị đó là chúng ta đang cố vặn lại làn da còn trong khi trước đó chúng ta sẽ có những cái biện pháp phòng ngừa thì lúc này nó sẽ làm hạn chế cái quá trình lão hóa thì chúng ta có thể phòng ngừa bằng cách nào chúng ta có thể tránh nắng từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều nè hoặc là sử dụng các biện pháp như là uh, sử dụng mũ rộng vành hay là áo che chống nắng hay là sử dụng kem chống nắng có chỉ số spf tối thiểu là 30 chúng ta hạn chế và không sử dụng các chất kích thích hay là thuốc lá chăm sóc da một cách đúng cách lựa chọn các sản phẩm trước các hoạt chất chống lão hóa như có thể là bakuchiol retinol vitamin c và chúng ta nên lựa chọn những nhãn hàng những sản phẩm có nguồn gốc có xuất xứ như vậy nó sẽ hạn chế những tác nhân ảnh hưởng đến làn da tiếp theo chúng ta phải có lối sống lành mạnh ngoài da chúng ta còn có những cái tác động để điều trị như là chúng ta có thể sử dụng như là uh, biêu da hóa học để thay da thì lúc này nó sẽ thay mới cái lớp sừng của da làm da chúng ta nó cải thiện những cái nếp nhăn li ti chúng ta có thể sử dụng laser hoặc là ánh sáng sinh học để giảm tình trạng sắc tố của da ngoài ra chúng ta còn có sử dụng các phương pháp như là mesotherapy sử dụng can thiệp botox hay là filler và cái đơn giản nhất đó là chúng ta sử dụng dược mỹ phẩm để bôi thoa thì lúc nào chúng ta cũng nên sử dụng ưu tiên vì nó đơn giản và chúng ta có thể thực hiện tại nhà và cái hoạt chất ưu tiên ở đây là chúng ta có thể sử dụng đó là bakuchiol và tiếp theo slide đó là mọi người nhìn ở đây là chắc chắn là tất cả các bác sĩ cũng như là các đại lý chúng ta đã cầm trong tay và sở hữu dòng sản phẩm của Ahoa trong tháng này đó là dòng xịt khoáng Miss có chứa thành phần bakuchiol, serum bakuchiol và cream bakuchiol. Vậy nó có những cái ưu việt gì và những cái tính chất của những cái sản phẩm này như thế nào để chúng ta đáng sử dụng và gây to cho khách hàng của chúng ta. Mời em qua slide tiếp theo ạ. À. Và sản phẩm đầu tiên của Aho muốn giới thiệu với mọi người đó là Bakuchiol Smith. Thì đây là cái dòng sản phẩm chúng ta có trên tay luôn ạ. À vâng và về thành phần của nó nó sẽ có ba cua chơi ba ngàn thì nó sẽ tương đương với 0,3%. ngoài ra nó còn có một lượng lớn đó là hyaluronic acid và collagen thì khi mọi người nhìn thấy á ở đây nó là một cái sản phẩm được tách lớp thì ở trên nó là một lớp dầu và ở dưới là một lớp nước thì đối với bản thân của mình á thì khi mà nhận được cái sản phẩm từ aho gửi về thì đã hai tuần mình sử dụng cái sản phẩm này thì mình khá là thích hầu như là sử dụng thuần luôn và mình sẽ có hai cái option để lựa chọn để sử dụng cái sản phẩm mist thì có thể là mọi người sử dụng sau bước làm sạch tức là sau toner thì chúng ta có thể sử dụng bước này tuy nhiên đối với bản thân của mình á mình rất thích sản phẩm vì ở trên nó có lớp dầu nó sẽ tăng cái độ ẩm khá là thích và rất là mượt chính vì vậy sau khi các bước skincare khen của mình á thì mình bôi là dưỡng ẩm nè rồi kem dưỡng nè kem chống nắng nè sau khi tất cả các bước đó thì mình sẽ sử dụng cái mist này mình sẽ xịt lên trên bề mặt da thì đảm bảo với mọi người luôn cái da sẽ rất là căng bóng và rất là mướt. Ví dụ như là uh, tình trạng da hiện tại của bác uh, đi là vừa sử dụng sản phẩm này và bôi kem chống nắng xong thì chúng ta chỉ cần xịt một ít cái uh, Bakuchiol Mix này thì nó sẽ tạo cái hiệu ứng căng bóng rất là rõ rệt và nó ngoài gan, ngoài cái việc căng bóng ấy, thì nếu như mà mọi người có sử dụng như là uh, cushion nè thì nó sẽ giữ nó giữ cho cái cushion của cái độ bám nó sẽ được tốt hơn và cái hiệu ứng giống như là ở, giống như là những người hèn vậy đó cái da nó sẽ rất là rất là mướt rồi tiếp theo đi em Dạ, đó và mình vừa chia sẻ với mọi người đó thì công thức nó là tách lớp vào nước và dầu thì giúp bổ sung độ ẩm cần thiết cho da và giúp da luôn đủ ẩm và không gây bong chóc tiếp theo trong line sản phẩm của Aho đó là dòng serum Bakuchi Oil thì ở đây nó sẽ có thành phần uh, Bakuchi Oil đó là 5.000 BBM thì uh, có một cái báo cáo của mọi người vào năm 2008 thì khi mà mọi người cho 42 cho 42 tình nguyện viên sử dụng Boy Bakuchi Oil và Retinoid trong 12 tuần với nồng độ là 0,5% thì sao người ta sẽ đánh giá là Ờ, tuần đầu tiên, tuần thứ tư, tuần thứ tám và sau 12 tuần thì hiệu quả làm giảm nhanh nhăn và kháng viêm của Bakuchiol hoàn toàn tương đương so với Retinoid. Đó, cho nên mọi người nhanh lưu ý nha, 0,5% thì tức là ở sản phẩm Bakuchiol Serum này nó tương ứng với 0,5% trong cái nghiên cứu đó luôn, trong một cái nghiên cứu và nó có một cái ưu việt hơn nữa nó có hiệu quả tương đương với retinoid tuy nhiên nó lại không gây bong chóc và kích ứng và cái mức độ hài lòng của 42 người sử dụng cái sản phẩm có chứa hoạt chất bakuchi oil, thì cái mức độ hài lòng của họ cao hơn mức độ hài lòng của họ cao hơn nha ngoài ra thì đối với khi mà bôi bakuchi oil á, thì họ có thể sử dụng một ngày hai lần họ có thể sử dụng một ngày hai lần còn đối với retinoid thì họ không thể sử dụng liên tục và chính vì vậy cái hiệu quả của nó nó sẽ không có đáp ứng nó không có đáp ứng được cao Ngoài ra trong sản phẩm serum của Bakuchiol ngoài còn có các thành phần như là squalane hay là sea butter hay là collagen nó sẽ hỗ trợ nó sẽ hỗ trợ cho việc cấp ẩm và đối với cái sản phẩm này á thì mọi người thấy là cái chất của nó thì khá là uh, nhẹ nha và khả năng thấm hút của nó cũng khá là nhanh. Đây như mọi người có thể nhìn thấy nha. Dạ, tiếp theo nha em. Thì về tính chất thì nó chứa hàm lượng một cái dưỡng chất rất là cao thì giúp cung cấp dinh dưỡng và tăng độ đàn hồi của da. Kết cấu thì nó thấm nhanh như là mình vừa mới test trên bề mặt da cho mọi người luôn. Rồi, cho anh xin lại. Và một cái sản phẩm ở đây nữa, đó là sản phẩm cuối cùng đó là Bakuchi Cream. Và đây là mình sẽ chia sẻ với mọi người luôn là lần đầu tiên khi mà cầm sản phẩm này mình sẽ chưa nói tới về thành phần. Đó là mình lấy cái lượng kem ra cực kỳ khó nha tại vì cái độ nó cực kỳ đặc luôn khi mà lấy á, lấy một cái lượng kem phải dùng một cái lực rất là nhiều dùng cái lực cái nhiều cái mình ô chết rồi vậy là có thể là cái sản phẩm này nó sẽ bôi rất là bí da hoặc là khi mà chúng ta bôi lên da nó sẽ làm da bớt và có thể lên mụn tuy nhiên nó khác hoàn toàn với suy nghĩ của mình luôn mặc dù lấy sản phẩm ra rất là khó và phải dùng lực nhưng apply lên da rất là ok luôn, mọi người tán nhẹ thôi là đã nó đã thấm hoàn toàn vào trong da rồi. Mặc dù á uh, mình đã test ví dụ như là ngày hôm nay mình sẽ sử dụng không những là đơn thuần mà mình sẽ sử dụng thêm một vài sản phẩm khác nữa thì xem cái độ thấm hút của nó như thế nào thì hoàn toàn hoàn toàn luôn, nó thấm hút rất là tốt và nó chỉ để lại một cái lớp ẩm ở trên đây thôi, nó để lại lớp ẩm và hoàn toàn không có lo lắng về cái việc là nó có gây bít hay là bớt hay là khó chịu trên mặt da dạ hay không. Đó, cho nên là nếu như mà tất cả các bác sĩ đang test sản phẩm hay là những khách hàng sẽ có cái cảm nhận y chang như mình luôn là khi cầm cái sản phẩm này là chắc chắn là sẽ nghĩ là nó sẽ rất là khó thấm và rất là nhiều dầu nó rất là nhiều dầu và khó chịu tuy nhiên đây khi mà mình vừa test lên trên tay luôn nó sẽ thấm hoàn toàn vào nó chỉ giữ lại một cái độ ẩm ở trên bề mặt da thôi khi sau đó mọi người có thể apply thêm một cái sản phẩm nào tiếp tục nữa nó vẫn không hề gây bết và dính và ở trong cái sản phẩm Bakucho Green này nó dẫn chứa đó là nồng độ Bakucho 0,5% và như chia sẻ với mọi người đó có những cái nghiên cứu đó là sử dụng nồng độ 0,5% nó đã có sự cải thiện nó đã có sự cải thiện về những cái nếp nhăn nó đã có sự cải thiện về những cái nếp nhăn li ti ở vùng đuôi mắt nè ở vùng chén đó và ngoài ra trong sản phẩm còn có adenosine, ceramide và Toco toco, tocopherol to 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 thì ceramide như mọi người biết rồi nó sẽ phục hồi hàng rào bảo vệ khá là vững chắc còn adenosine đây là một hoạt chất thì nó sẽ tăng cường cái việc chống lão hóa của da được một cách toàn vẹn hơn và nó sẽ bổ trợ cho bakuchiol được cái tính lành tính đó như vừa chia sẻ với mọi người kết cấu thì dạng kem thấm nhanh vào da cung cấp độ ẩm và thường thiết yếu vào sâu trong da giúp da được mịn màng và căng bóng hơn ngay sau khi sử dụng và ở đây đó là những hình ảnh lâm sàng thì trước khi uh, chia sẻ về những hình ảnh lâm sàng thì uh, mình cũng nói về một cái vấn đề đó là sản phẩm của Oil. nó khá là lành tính tại vì như bác trang chia sẻ nó có tác động cùng với hợi gen giống như uh, retinoid tuy nhiên có những cái tuy nhiên có những cái cái hợi gen nó nó không tác động không bị tác động bởi baculoy chính vì vậy cái việc gây ra những cái tác dụng phụ như là bong chóc châm chích hoàn toàn nó sẽ không xuất hiện ở thằng Bakuchoi so với thằng Retinoi đó cho nên đây là một cái sản phẩm chúng ta có thể sử dụng thay thế và bên cạnh chính vì cái sự lành tính đó cho nên chúng ta có thể dễ dàng kết hợp cùng với các hoạt chất khác ví dụ như mọi người sử dụng retinoid thì chúng ta sẽ hạn chế là sử dụng kèm với vitamin C hay là sử dụng những cái hoạt chất có nồng độ axit tại vì nó sẽ gây châm chích tuy nhiên đối với bakuchiol thì nó lại ngược lại chính vì cái hệ gen nó tác động vào nó làm hạn chế đi những cái tác dụng phụ đó cho nên khi mà chúng ta sử dụng chúng ta vẫn có thể sử dụng những cái hoạt chất uh, làm trắng làm sáng như là abutin hay là vitamin c và bản thân của mình cũng đã test khi apply cái sản phẩm đó là bakuchi và sau đó là bôi vitamin c thì nó có kích ứng hay không thì khắc khắc thì đối với bản thân của mình thì cái việc nó cái kích ứng là hoàn nó không có xảy ra kích ứng và nó có thể dung nạp tốt và bên cạnh đó nữa thì uh, đây là cái sản phẩm nó có thể sử dụng cho cả phụ nữ mang thai và cho cho uh, đang cho em bé tức là mẹ đang cho bé ti sữa cho nên là nó hoàn toàn chúng ta có thể kết hợp trong rất là nhiều cái ứng dụng để mà đưa ra những cái phát đồ trị liệu thì ở đây lần đầu chúng ta sẽ đi vào những cái ca lâm sàng nha mọi người thì ở như hình đầu tiên mọi người sẽ quan sát thứ nhất đó là ở khách hàng này ở cái vùng chén họ có những cái sự lão hóa đó là sự đứt gãy những cái sợi collagen làm cho xuất hiện những cái nếp nhăn ở cái vùng trán ngoài ra ở vùng má họ có những cái sắc tố những cái sắc tố da rải rét ở vùng má thì sau khi sử dụng uh, sản phẩm có chứa hoạt chất bakuchiol sau 4 tuần thì mọi người nhìn thấy là những cái nếp nhăn li ti ở vùng trán nó có sự cải thiện những nếp nhăn li ti ở vùng trán nó có sự cải thiện ngoài ra ở vùng má những cái sắc tố những cái sắc tố năm và những cái sắc tố năm nó cũng giảm và làn da nó có sự bật tông hơn tiếp theo đó là một cái trường hợp uh, da của bạn này mọi người nhìn thấy là nó có biểu hiện cái tình trạng viêm ở trên bề mặt da nó có tăng sinh nội mô mạch ở cái vùng đó ở vùng da hai bên gò má thì uh, khi mà bạn này sử dụng cái sản phẩm đó là serum có chứa nồng độ bakuchiol hai lần thì sau 4 tuần mọi người có thể sự cảm nhận được là cái tình trạng giảm viêm nó diễn ra khá là hiệu quả và làn da nó uh, làn da giảm viêm và nó bật tông hơn làn da trở nên trắng và sáng và nó có độ mịn màng hơn so với rất là nhiều. Nếu như chúng ta để ý kỹ á, ở cái vùng mi mắt dưới á, nó có những cái nếp nhăn li ti chạy dọc thì bạn này sử dụng thì nó cũng giảm luôn cả những cái nếp nhăn ở vùng vùng mi mắt dưới. Chính vì uh, nếu như mọi người thường sử dụng những cái sản phẩm có chứa retinol á, mà chúng ta bôi những cái vùng da ở mi mắt dưới tại vì đây là vùng da rất là lỏng lẻo thì nó cực kỳ rác và khó chịu tuy nhiên đối với sản phẩm bakuchi oil đặc biệt là cái sản phẩm serum hay là cái cream á mọi người bôi ở vùng mắt hoàn toàn nó không gây cái tình trạng đó và nó sẽ tạo cái cảm giác rất là thoải mái và dễ chịu và nó không có gây kích ứng như là sử dụng retinoid tiếp theo một trường hợp nữa đó là chị nữ khách hàng này á là ở cái vùng đuôi mắt rất là xuất hiện rất là nhiều nếp nhăn da thì dày sừng da thì dày sừng và bị mặn cảm tức là nó bị viêm viêm toàn mặt khi mà sử dụng Bakuchi Oil hai lần một ngày thì sau 4 tuần đánh giá lại thì những cái nếp nhăn li ti những cái nếp nhăn li ti ở cái vùng mắt đó, nó cũng có cái sự cải thiện và cái tình trạng đỏ tình trạng viêm da của khách hàng nó cũng hoàn toàn cải thiện khoảng 70 đến 80 phần trăm và những cái sắc tố ở ngay vùng má mọi người để ý đó, thì nó cũng cải thiện luôn da nó có độ bật tông và sáng da hơn so với trước đó và đây là một cái trường hợp rất là rõ rệt ha ở vùng mi mắt dưới thì Uh, nếp nhăn rất là rõ Những cái nếp nhăn li ti Thì da của cái vị khách hàng này nè Nó bị khô Nó mắc cái độ ẩm sinh lý ở trên bề mặt da Thì sau khi bổ sung Bakuchi Oil Hay là một ngày sau bốn tuần Thì cái làn da nó căng hơn Nó đủ ẩm hơn Và đặc biệt là những cái nếp nhăn li ti Nó cũng có sự cải thiện rất là nhiều Vậy chúng ta sẽ phối hợp uh, Bakuchi Oil với Retinoid được hay không Và nếu như chúng ta sử dụng phối hợp Bakuchiol và Retinoid thì chúng ta sẽ phối hợp như thế nào? thì vì có những cái tín đồ là người họ vẫn thích sử dụng Retinoid thì chúng ta không thể nào mà chúng ta không kê Retinoid. thì chúng ta có thể kê kèm Retinoid để tăng cái độ hoạt động chống lão hóa của khách hàng nhưng tuy nhiên chúng ta có thể là sử dụng chỉ hai là một tuần ví dụ như trong cái quá trong cái phát đồ skin care routine này á thì uh, ban ngày chúng ta có thể là sử dụng sữa rửa mặt sử dụng mist bakuchi oil Chắc serum, kem dưỡng, bakuchiol Và tiếp theo đó là kem chống nắng Tuy nhiên mọi người có thêm một cái option nữa Mà cái option mà mình rất là thích đó, Là sau khi cái bước làm sạch Thì mình sẽ sử dụng toner bình thường Sau đó mình sẽ apply cái serum Bakuchiol, kem dưỡng và kem chống nắng Và mình sẽ hoàn toàn là mình xịt Mình sẽ xịt cái mist này Ở bước cuối cùng Tại vì sao? Tại vì cái lớp dầu ở trên đây này, Nó sẽ áo lên trên bề mặt da Làm cho chúng ta có cái hiệu ứng căng bóng Cái hiệu ứng căng bóng rất là đẹp Và uh, thật sự là nếu như uh, Sắp, uh, như chiều nay đi vào cái buổi workshop này thì mình sẽ xịt liên tục luôn để khi mà đưa lên cái da nó rất là căng và mướt hoặc là mọi người cũng có thể là tham khảo cái routine này là sử dụng sữa rửa mặt xong thì sử dụng xịt khoáng rồi sử dụng các bước y chang như vậy nhưng mà đối với riêng mình thì mình sẽ thích sử dụng uh, cái xịt khoáng ở bước số 2 á nó sẽ là cái toner và cái xịt khoáng mình sẽ ở uh, cái mist makeup mình sẽ xịt cuối cùng để nó tăng cái hiệu quả và cái độ căng bóng của làn da hơn nếu như mà mọi người xịt á thì lúc vừa xịt lên nó đã có độ căng và khi mà nó khô rồi á mọi người cảm giác là da khô nhưng mà không phải là da khô mà cái thành phần bao nó đang hoạt động tức là nó đang hoạt động trên bậc nha cho nên là da chúng ta cảm giác nó căng căng nó căng căng lên đó cho nên là nó tạo nên hiệu ứng là uh, da của chúng ta là nó căng mướt nó căng mướt và thậm chí là chúng ta có thể cảm giác như là uh, nó nó giảm nhăn vậy nó giảm nhăn tức thì còn về buổi tối chúng ta có thể kết hợp với retinoid thì uh, sử, sử dụng sữa tẩy trang, sữa rửa mặt, cái toner cân bằng và sử dụng tinh chất uh, Alazolen của Aho và chúng ta có thể sử dụng retinoid hoặc là trước đó chúng ta cũng có thể sử dụng một cái bước kem của ceramide tùy vào tình trạng da và chúng ta sử dụng cái retinoid này để uh, nó hạn chế cái tình trạng kích ứng và bông da thì chúng ta có thể kê hai lần một tuần thì uh, mọi người có thể là bôi là hai thứ hai thứ sáu hoặc là thứ ba thứ bảy và những ngày còn lại thì chúng ta thực hiện các bước như là sử dụng sữa tẩy trang, sữa rửa mặt, xịt khoáng, tinh chất, tinh chất hay là kem dưỡng. tuy nhiên nếu như mà uh, tùy phụ thuộc vào cái làn da đó đang gặp cái vấn đề gì thì chúng ta có thể kết hợp thêm những cái sản phẩm ví dụ như để mà tăng hiệu quả hơn trong việc điều trị ném thì chúng ta có thể là cơ những cái sản phẩm có chứa hoạt chất điều trị nám vào. tiếp theo ạ à. Còn đối với làn da lão hóa hay là những có những cái vấn đề về sắc tố thì chúng ta sẽ sử dụng retinoid như thế nào thì cũng tuân thủ là chúng ta có thể là kết hợp xen kẽ retinoid hai lần một tuần kèm theo các sản phẩm ví dụ như là uh, đối với buổi sáng hàng ngày thì chúng ta có thể sử dụng sữa rửa mặt, xịt khoáng, tinh chất điều trị, ném. ở đây đó là NTG, kem dưỡng bakuchiol ha. Tiếp theo đó là kem chống nắng. Thì uh, như chia sẻ với mọi người đó là chúng ta có thể hai lựa chọn nha thì ở cái bước sực khoáng thì mọi người có thể sử dụng toner và chúng ta sử dụng Miss uh, mist ở bước cuối cùng để tạo hiệu ứng căng bóng còn buổi tối thì chúng ta sử dụng tương tự như việc chúng ta điều trị những cái vấn đề mà mụng uh, mụn ở trên vừa chia sẻ nhưng mà chúng ta sẽ thêm vào đó đó là serum NTG có chứa thành phần tranexamic acid glutathione và niacinamide thì lúc này nó sẽ tăng hiệu quả trong việc cân bằng và điều chỉnh những cái sắc tố da hơn. Và những ngày còn lại thì chúng ta sẽ không sử dụng retinol và chúng, thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng full luôn nguyên cái line của Bakuchiol. Ờ à, và cũng chia sẻ với mọi người luôn là khi mà nhận được cái line sản phẩm của bên Aho á thì mình có test rất là nhiều. Mình test khi mà sử dụng vitamin vitamin C vào ban ngày thì nó cũng đảm bảo được cái hiệu quả. Ngoài ra chúng ta có thể linh hoạt, chúng ta không nhất thiết là sử dụng những cái hoạt chất này để uh, chỉ đơn thuần. Chúng ta có thể sử dụng đơn thuần ba sản phẩm hoặc là chúng ta có thể sử dụng kết hợp những sản phẩm của Aho đang có. Ví dụ như là Serum NTG hoặc là Kem NTG để đạt được cái hiệu quả mong muốn hơn. Tại vì đối với việc chống lão hóa thì khi mọi người biết đó, da vào lão hóa thì nó không dừng ở mức lão hóa không mà nó có những cái vấn đề về sắc tố nữa. Cho nên để vừa cải thiện về lão hóa da vừa cải thiện về vấn đề sắc tố thì chúng ta nên kết hợp thêm những sản phẩm khác để mang lại cái hiệu quả và vì cái sự lành tính của bakuchiol chính vì vậy mọi người có thể linh hoạt linh hoạt hơn trong việc kê to và đưa ra những cái routine cho khách hàng của mình thì uh, mọi người có thể mạnh dạng kê to sao nó sẽ phù hợp nhất cho từng làn da của từng khách hàng. Đó, tiếp theo ạ. À. Còn uh, về cảm nhận của bản thân sau khi mà sử dụng ba cái ba dòng sản phẩm của Bakuchi Oil thì sau 2 tuần thật sự là da năng tông da năng tông nha mọi người da năng tông và những cái nếp nhăn li ti á, những cái nếp nhăn li ti ở cái vùng ở đuôi mắt tại vì uh, mình có những cái nếp nhăn đuôi mắt rất là nhiều hoặc là ở cái vùng mi dưới á, thì sau hai tuần đó là cảm nhận đó là thật sự đó là những cái trải nghiệm và cảm nhận của mình thì nó khá là ok và nó cải thiện những cái tình trạng nếp nhăn còn đối với cái sản phẩm mist thì uh nó chỉ có cái mùi, cái mùi thì nó sẽ hơi hăng hơi khó chịu một tí thôi. Tuy nhiên về cái độ căng bóng và tạo độ, độ mướt thì nó khá là ok. Và rất là cảm ơn mọi người, cảm ơn, uh, cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn các đại lý, uh, cảm ơn nhãn hàng đã lắng nghe những cái chia sẻ của mình về những cái ứng dụng của Oil ngày hôm nay ạ. À. Và hi vọng gần sắp tới cho những cái dòng sản phẩm có chứa hoạt chất ba của, của aho sẽ ngày càng phát triển và được ứng dụng nhiều và rộng rãi hơn nữa và các đại lý hãy cứ mạnh dạn đi, cứ mạnh dạng cơi đi tại vì dòng sản phẩm này nó không có gây bớt và nó gác là lành tính cho nên là mọi người có thể mạnh dạng cơi cho khách hàng của mình và xin cảm ơn rất là nhiều mọi người đã lắng nghe. Vâng ạ, à, em rất là cảm ơn bác sĩ Toàn với cái phần chia sẻ rất là tuyệt vời của mình ạ à. và em cũng tin chắc là với à, sau hơn một tiếng chia sẻ từ bác sĩ Trang Đoàn và bác sĩ Trương Khánh Toàn thì chắc hẳn đã giúp tất cả uh, các bác sĩ cũng như là các chủ spa mình có thể hiểu hơn về cái hoạt chất Bakuchiol trong cái việc mà mình ứng dụng vào điều trị uh, chống lão hóa, trẻ hóa da và căng bóng da. Và trước khi bước sang những cái phần tiếp theo thì em xin phép chia sẻ với mọi người một cái chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt đến từ AQUA Việt Nam à và cái chương trình ưu đãi này chỉ diễn ra và dành diễn ra trong Zoom này và dành cho những anh chị em nào mà có mặt trong buổi bộ số ngày hôm nay thôi ạ. À. Đấy chính là chúng ta sẽ được chiết khấu 35% cho tất cả mọi đơn hàng. Ngoài ra thì nếu như các anh chị uh, nhập hai sản phẩm bất kỳ về Bacochon thì mình sẽ được tặng thêm một chai Bacochon Mix đấy là xịt khoáng Bacochon ấy ạ. À. Đây là một chương trình vô cùng hấp dẫn luôn và chỉ duy nhất trong buổi tối ngày hôm nay thôi. Cho nên là nếu như các anh chị em nào mà các anh chị quan tâm đến uh, chương trình chiết khấu và quà tặng này thì mọi người có thể lát nữa bên em sẽ gửi cho mọi người một cái link. Đó thì mọi người sẽ điền thông tin của mình vào cái link đấy nha. Một lần nữa thì em xin uh, cảm ơn phần chia sẻ của hai bác sĩ. Rất là nhiều ạ. À. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với um, phần hấp dẫn nhất trong buổi tối ngày hôm nay. <laughs> Đó chính là mini game mọi người nha đây cũng là một cái cơ hội dành cho những uh, anh chị em nào mà chưa trải nghiệm được cái sản phẩm bacu của Aowa thì mọi người hãy nhiệt tình tham gia cái mini game này để có cơ hội nhận quà là bộ ba sản phẩm Bakuchi với tổng giá trị mỗi uh, phần quà là 1 triệu 560.000 nặng uh, thể lệ tham gia mini game đó chính là uh, em sẽ đặt câu hỏi em sẽ đặt câu hỏi cho mọi người về những cái gì mà bác sĩ chia sẻ từ tối đến giờ và các anh chị em nào có câu trả lời nhanh nhất thì mọi người hãy comment số 1 vào trong ô chat để em phụng nhìn thấy các anh chị ai comment nhất thì em sẽ đọc tên người đấy và mọi người sẽ bật mic lên và trả lời nhé mọi người nhá sau đấy thì em sẽ sau cái phần trả lời đấy thì nếu như mình à, em sẽ mời hai bác sĩ nhận xét và câu trả lời nếu như các anh chị trả lời đúng thì mình sẽ được nhận quà còn nếu như câu trả lời đấy là mình trả lời sai thì em xin phép là nhường lại câu trả lời cho anh chị nào có comment nhanh thứ hai mọi người nha mọi người có sẵn sàng tham gia Một mini cùng với ao buổi tối hôm nay mà mọi người comment với em số 1 mọi người nhé comment giúp em số 1 để em bắt đầu chương trình mini này ok em đã nhìn thấy rất là nhiều số 1 rồi ạ à. bây giờ thì chúng ta sẽ Bắt đầu đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta là phân biệt sự giống và khác nhau giữa Bacuchon và Retinol. À. Em sẽ um, mời... có thể con giúp em là thôi mọi người hỏi này rất là dễ và rất là đơn giản luôn các chị ơi các chị comment để em mời mọi người bật mic lên và mình trả lời mình tương tác cùng với các bác sĩ mọi người nhé em xin phép được mời chị Ngọc Bích ạ à. chị Ngọc Bích là comment đầu tiên chị Ngọc Bích ơi mình bật mic lên để mình tương tác cùng với các bác sĩ và mình trả lời câu hỏi của mình nha dạ em chào bác sĩ và chào các bạn ạ à. em xin trả lời câu hỏi trên giữa Pacino à tạchino và Retinol thì là hai cái đều có giống nhau đều tăng trưởng tế bào tăng trưởng nhưng mà cái Pacino thì nó không mong chắc còn Retinol thì nó có hiện mong chắc ạ à. xin hết ạ à. Ngọc biết được mà. Dạ. Cái câu trả lời của chị Ngọc Bích thì cũng là một cái câu trả lời chính xác. À, tuy nhiên để mà đầy đủ hơn thì à, Bakuchiol và Retinol thì giống nhau là đều có tác động đa nhiệm đến làn da của chúng ta. Bởi vì là à, ví dụ như tất cả điều trị về mụn này, chống lão hóa này, à, hay là điều trị hòa màu sắc da thì à, Ờ, trong cái cơ chế mà chống lão hóa thì có một cơ chế là liên quan đến tăng trưởng bởi vì à, tăng trưởng là tái mức, mức độ tái tạo. Tái tạo thì à, chị trả lời rất là chính xác. À, ngoài ra thì à, chị cũng comment là à, re thì bong là con thì không bong thì à, cũng rất là đúng bởi vì là à, kim trong một cơ chế mà điều trị thì à, Rê cái nó sẽ tăng cái tốc độ tăng tăng trưởng tế à, tăng độ phân chia tế bào và làm cho da chúng ta bong ra nhưng mà Bakuchiol lại có thêm cái kênh dẫn nước rất là tốt và khả năng cấp ẩm tốt nên là không bị bong và từ đó làm giảm các tác dụng phụ của, của retinol chính vì thế mà một trong những lý do đó mà ngày hôm nay cái buổi workshop của chúng ta có tên là Bakuchiol để khắc phục nhược điểm của retinol đó chính là cái về vấn đề về bong chóc vấn đề về đỏ rát thì À, đây là một câu là trả lời chính xác. Dạ vâng ạ, à, em cảm ơn bác sĩ Trang Đoàn về phần nhận xét ạ. Em giúp mình chị Ngọc Bích đã có câu trả lời đúng. À, Phụng ơi đang bị mẫn mic rồi em. À vâng Nguyễn. ạ em cảm ơn bác sĩ Trang đoàn về phần nhận xét vừa rồi và chúc mừng chị Ngọc Bích đã có câu trả lời đúng và nhận được một phần quà là bộ ba sản phẩm Bakuchon của AOA và vẫn còn rất là nhiều câu hỏi tiếp theo trong cái phần mini game này nhưng mà em xin phép là để dành mọi người nha tại vì là trong quá trình mà mọi người tham gia mini game thì uh, ban tổ chức đang nhận được rất là nhiều các câu hỏi uh, thắc mắc của mọi người về cái hoạt chất Baku John này thì em xin phép là sẽ mời um, các bác sĩ và các chuyên gia của chúng ta sẽ giải đáp cho mọi người để trước khi mình bước vào những cái câu hỏi mini game sau để mọi người được tham gia một cách đầy đủ và đúng hơn mọi người nha. À, em sẽ em hiện tại là em đã nhận được rất là nhiều cái thắc mắc của mọi người gửi về nhưng mà em sẽ ưu tiên dành cho những anh chị em nào có mặt trong buổi dung ngày hôm nay mọi người đang có những cái thắc mắc gì cần các bác sĩ giải đáp về cái hoạt chất bacon thì các anh chị có thể Uh, comment vào trong ô chat để em mời các anh chị bật mic lên và mình cùng tương tác với chuyên gia mọi người nha có anh chị nào mình uh, trực tiếp muốn uh, các bác sĩ giải đáp về cái thắc mắc của mình về họ chất cho không ạ à? sau cái phần giải đáp này thì em chắc chắn mọi người sẽ uh, có những câu trả lời rất là đúng cho những cái câu hỏi minigame tiếp theo luôn đấy nên mọi người mọi người hãy mạnh dạng và đặt câu hỏi dành cho các bác sĩ của chúng ta nha. Tại vì cũng không có nhiều cơ hội để mình có thể trò chuyện trực tiếp với các bác sĩ như thế này đâu ấy ạ. À. Thì đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về cái hoạt chất bacuchion. Em sẽ đợi tầm một chút để cho các anh chị nào muốn đặt câu hỏi thì mình để lại comment vào trong ô chat thì em sẽ mời mọi người tương tác cùng với các bác sĩ nhé. Không thì em sẽ, uh, tại vì em đã tổng hợp lại, ban tổ chức đã tổng hợp lại những cái thắc mắc của mọi người rồi. Bây giờ thì em sẽ đọc cái uh, câu hỏi của các anh chị lên và mời bác sĩ giải đáp ạ. À. Linh ơi, Linh... Uh... đây rồi. Em xin phép đọc câu hỏi và nhờ bác sĩ Trang Đoàn giải đáp nhé. Em muốn hỏi là Bacution cần kết hợp với sản phẩm nào của Alwa để làm sáng da ạ? À? Ừ cái câu hỏi này thì lúc nãy trong lúc mà slide của bác sĩ toàn ở phần cuối thì có có kết hợp mà với một cái trong cái đối với tình trạng da mà vấn đề về sắc tố và muốn làm uh, cải thiện về tông da ấy, thì chúng ta có thể kết hợp với serum NTG của hãng uh, bản thân bác sĩ cũng có trải nghiệm với um, cái sản phẩm NTG này và uh, mình thì uh, chia sẻ một chút là hơi cá nhân một chút là mình uh, cũng mới sinh em bé và trong cái thời gian mà mình uh, uh, đang mang bầu thì mình có sử dụng NTG và một tháng gần đây cũng không có thường xuyên uh, uh, soi gương cho lắm nhưng mà sau khi mà sử dụng ntg liên tiếp một tháng và đến một ngày mà mình chợt để ý da của mình thì thấy cái tông da mặt nó thân tay đổi hẳn so với tông da cổ nó trắng hơn khoảng tầm hai ba tông thì mình rất là thích cái cái dòng ntg này và nhãn hàng có thể để ý là đợt này gần đây thì bác sĩ trang order nhiều hơn cái ntg này bởi vì cái trải, trải nghiệm của bản thân mình với cái sản phẩm này uh, có hiệu quả một cách rõ rệt và khi mà mình uh, gần đây thì khi kết hợp với um, our, our bacuchion mà hạn nhãn hàng gửi cho mình Thì mình uh, sử dụng hai cái thì mình lại thấy rất là hợp với nhau không thấy cảm giác kích ứng hay khó chịu gì cả mà cái tác động sáng ra uh, trước đây của À, Ntg đã rất là rõ rệt. Thì khi mà kết hợp với lại à, bakuchiol và với cái tác động mà làm sáng da như lúc nãy thì mình có chia sẻ là theo một số nghiên cứu thì về tác động là, là sáng da của bakuchiol so với Aputin là một cái thành phần sáng da rất là được mọi người ưa chuộng ấy, thì cái khả năng làm sáng da của nó cao hơn rất là nhiều. Thì khi kết hợp cùng với Ntg là đã có tác động làm sáng da toàn bộ tông da rồi, mà kết hợp với bakuchiol nữa thì vừa tăng cái hiệu quả push cái hiệu quả mà làm sáng da lên đồng thời tăng hiệu quả về chống lão hóa nữa thì thực sự là một cái, sự kết hợp rất là tuyệt vời. Và trong cái slide của bác sĩ Toàn ấy, thì uh, bác sĩ có hướng uh, dẫn là chúng ta kết hợp uh, sử dụng uh, buổi uh, routine buổi sáng, routine buổi tối thì buổi sáng chúng ta có thể sử dụng sữa rửa mặt này, sau đó đến uh, toner hoặc là chúng ta sử dụng nguyên cái mist uh, cái cái xịt của uh, Bakuchiol uh, sau đó đến uh, serum NTG sau đến kem dưỡng bakuchiol và kết hợp là dùng kem chống nắng. À, trong cơ chế của bakuchiol còn còn có tác động là nó ổn định à, với tia UV này, cũng như là nó chống ban đỏ thì khi chúng ta kết hợp cùng với kem chống nắng nó lại tăng hiệu quả của kem chống nắng nữa. Và à, sự kết hợp của NTG với kem chống nắng này À, Ntg với lại bacuchar này làm tăng hiệu quả sáng da. À, bacuchar cùng với kem chống nắng lại tăng hiệu quả bảo vệ da dưới ánh nắng. Thì tất cả những cái điều đó nó sẽ làm cho da chúng ta à, không bị tạo thêm các sắc tố mới và đồng thời làm giảm các sắc tố cũ đi và là, 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 cải thiện cái tông da của toàn bộ cái làn da của chúng ta từ những cái à, melanin có sẵn cũng như là làm À, làm giảm cái melanin có sẵn cũng như là là làm cho tông da chúng ta cải thiện rất là nhiều thì đấy có thể là một lựa chọn và là một cái trải nghiệm của cá nhân mình mình thấy rằng là nó thực sự rất hiệu quả à, khi mà sử dụng Ntg và và Bacuchar. Dạ ạ, vâng à, em xin cảm ơn câu trả lời vừa rồi của bác sĩ Trang Đoàn ạ. À. Em có rất là nhiều câu hỏi tiếp theo. À, câu hỏi tiếp theo đó chính là tác dụng của Bakuchiol có trong điều trị nám không? Sẽ phép mời bác sĩ trả lời câu hỏi này ạ à. và chúng ta nên kết hợp với hoạt chất nào để điều trị nám này mời bác sĩ trang đoàn à. Um, Bacuchon có uh, tác um, Bacuchon tác dụng điều trị nám hay không thì chúng ta có thể uh, một trong những cơ chế mà hình thành nám đó là liên quan tới một cái enzyme chuyển hóa có tên là uh, enzyme tổng hợp sắc tố đó tên là uh, tyrosinase thì trong cơ chế của uh, Bacuchon thì cũng có ức chế cái men này thì từ đó nó làm giảm cái một trong những con đường hình thành nám. Ngoài ra thì như bác toàn cũng đã chia sẻ về uh, những cái làn da mà nám thì, à, sẽ có cái tình trạng lão hóa sẽ làm cho nám trở nên nặng nề hơn và khi mà chúng ta kết hợp một cái sản phẩm mà có khả năng chống lão hóa mạnh mẽ như Bakuchiol với uh, rất nhiều cái khâu tác động trong quá trình chống lão hóa thì uh, cái việc mà chúng ta chống lão hóa tốt thì sẽ làm giảm cái nguy cơ hình thành nám và ngoài ra bacuchon thì lại còn rất là ổn định với ánh, ánh nắng này cũng như là giảm ban đỏ từ đó thì nó sẽ làm giảm cái tình trạng mà hình thành nám có liên quan tới ánh nắng thì chúng ta có thể sử dụng bacuchon như một chất điều trị nám nhưng mà chúng ta cũng biết rằng nám thì là một cái bệnh lý mà có đa cái yếu tố ta tác động đâm ra là bacuchon có thể sử dụng kết hợp với các cái chất điều trị đặc trị khác ví dụ như là một số cái loại đặc trị là, là che và hq này Thế sau đó mình kết hợp với bacuchon um, trong cái routine tin điều trị trong giai đoạn tấn công và trong giai đoạn duy trì chúng ta vẫn phải sử dụng liên tiếp cái bacuchon này thì sẽ giúp cho đa tác động đa yếu tố để ngăn cái nguy cơ hình thành nám và sẽ điều trị nám một cách hiệu quả hơn và đặc biệt cái việc là chúng ta điều trị nám trong cái giai đoạn tấn công như là che quy thì nó chỉ được một thời gian ngắn nhưng mà cái quan trọng là cái quy trình về lâu dài để chúng ta có kiểm soát nám tốt không thì mình nghĩ rằng là ba mà sự kết hợp cùng với trong cái việc nó sẽ rất là tốt trong cái kiểm soát nám về lâu dài thì là một cái lựa chọn rất là tốt Dạ vâng ạ, à. em cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Trang Đoàn ạ. À. Và các Ui, em lướt rất là nhiều câu hỏi luôn. Em xin phép là đọc tiếp uh, câu hỏi tiếp theo. Em có thể kết hợp sử dụng BHA cùng với cho được không bác sĩ? Dạ em mời bác sĩ Trang giải đáp câu hỏi này ạ. À mình sử dụng uh, BHA uh, và uh, Bacuchon thì trong slide đào tạo vừa rồi thì có một cái nghiên cứu uh, của một bác sĩ khi mà sử dụng uh, Bacuchon riêng lẻ và BHA riêng lẻ thì có thể thấy là cái hiệu quả nó chỉ khoảng tầm một cái thì là khoảng tầm 50% một cái khoảng 30% nhưng khi mà chúng ta kết hợp một phần trăm của Bacuchion với hai phần trăm salicylic hay là hai phần trăm BHA thì sẽ thấy là hiệu quả tăng lên đến thêm 20% nữa thì có thể thấy là cái sự kết hợp này là rất là tốt có thể kiểm soát cái tình trạng viêm tốt hơn và kiểm soát dầu tốt hơn Um, về cách kết hợp thì chúng ta có thể sử dụng uh, ví dụ như là uh, BSA ở trong uh, lai hàng của A hoa thì có dòng PB uh, BB uh, mình thấy rằng PP này nó khá là nhẹ uh, mình hiện tại đang uh, dùng hàng ngày cho khách hàng trong cái liệu trình spa với vai trò là làm sạch làm sạch sâu. Sau khi mà mình làm sạch bằng sữa rửa mặt thì mình sử dụng pb, à, mình quét một lớp à, để cho nó thẩm thấu sâu hơn vào da và làm sạch à, dầu tốt hơn. Thì sau khi mà dùng à, đến nếu mà chúng ta sử dụng pb ở nhà ấy, thì sau khi dùng sử dụng uh, pb xong thì chúng ta có thể lau đi và uh, xịt uh, cái bao on dạng dạng xịn đó, thì nó sẽ làm cho cấp ẩm ngay, tức thì làm dịu da luôn và sử dụng serum kem dưỡng đó, tiếp phía sau. Thì cái việc kết hợp này đã đã được báo cáo về hiệu quả và chúng ta có thể sử dụng kết hợp ở trong cái yên tâm sử dụng trong cái điều trình tại spa hay là tại nhà cho khách hàng sẽ giúp tăng hiệu quả kiểm soát mụn đặc biệt là kiểm soát dầu. Cảm ơn ạ. Em cảm ơn câu giải đáp của bác sĩ Trang ạ. À. Và câu hỏi tiếp theo đó chính là Bakuchiol dùng bao lâu thì có hiệu quả và có thể sử dụng lâu dài được không dạ em mời bác sĩ trang giải đáp ạ à. Trong rất là nhiều nghiên cứu về Bacotron thì hiệu quả một cách rõ rệt nhất thì thường là thấy sau khoảng tầm 12 tuần là về các vấn đề về lão hóa và kiểm soát mụn, là đặc biệt là kiểm soát cái tình trạng mụn lâu dài. Và chúng ta nên là sử dụng Bacotron lâu dài bởi vì là nó có thể là à, nó không gây tình trạng bóc chóc và tăng cái khả năng uh, tuân thủ của khách hàng trong liệu trình điều trị. Và ngoài ra thì Um, Bakuchiol thì là một chất chống lão hóa mà chúng ta cần phải chống lão hóa một cách là, là lâu dài Routine lúc nào cũng phải có chất chống lão hóa đúng không ạ Thì uh, chúng ta nên sử dụng lâu dài Và kết hợp với uh, các cái sản phẩm khác khi mà chúng ta có những cái vấn đề đặc biệt như là Nếu như chúng ta mà bị mụn nhiều thì có thể sử dụng uh, kết hợp với salicylic Uh, hoặc là nếu như ai muốn một cái hiệu quả uh, chống lão hóa mà cách mạnh mẽ Và vẫn thích dùng retinol thì có thể sử dụng theo những cái routine Bác sĩ Toàn vừa mới chia sẻ uh, như lúc nãy Dạ vâng à. ạ Câu hỏi tiếp theo đấy là Bác sĩ ơi dùng Bacochion có bị khô da như retinol không ạ? Um, Bacochion thì thứ nhất là về uh, cái uh, trải nghiệm lâm sàng của mình và bác sĩ toàn cũng đã chia sẻ là bác cũng không hề gây khô da, đặc biệt là trong cái lai hàng đều có cái sản phẩm uh, si khoáng uh, và có một cái lớp nước và lớp dầu mà mình thấy cái lớp dầu rất là nhiều um, thì nó sẽ cấp ẩm chúng ta ngay tức thì và các cái sản phẩm serum kem dưỡng dùng tiếp theo thì vừa thấm tốt mà không đồng thời không gây khô da còn trong cái cơ chế của uh, bakuchiol thì có một cái phần là uh, nó tăng tăng cái biểu hiện của các gen mà uh, giúp cân bằng uh, nội môi, cân bằng nước và tăng cái khả năng hydrat hóa cho da. Nên là ngoài cái việc mà điều trị uh, các vấn đề của da, kiểm soát các vấn đề, mà đồng thời nó là còn tăng cái khả năng cấp nước. Thì đây uh, là chính vì thế chúng ta sử dụng uh, Bacuchiol sẽ không thấy cái hiện tượng mà bong chóc như là retinol và mình không biết là bác John có khả khác như thế nào nhưng trải nghiệm của bác sĩ với lại Aura thì uh, hai tuần nay sử dụng liên tiếp cả sáng cả tối thì không thấy có biểu bong da mà nếu có bong thì chắc chắn nó phải bong rồi không không thể là hai tuần liên tiếp mình sử dụng hai lần một ngày mà không bong được Dạ vâng ạ, à, rất là cảm ơn phần giải đáp của bác sĩ Trang Đoàn và câu hỏi thì rất là nhiều nhưng mà thời lượng của chương trình này thì cũng có hàng thôi mọi người ạ à. và những câu hỏi mà chưa được giải đáp thì em xin phép là tổng hợp lại và sẽ nhờ các bác sĩ giải đáp ở trên phần group chung của Zalo Aqua mọi người nha bây giờ thì em sẽ dành thời gian để mình tiếp tục cái chương trình mini game của Aqua trong buổi tối ngày hôm nay à mọi người mọi người đã sẵn sàng để tiếp tục cái mini game cùng với em chưa à mọi người comment sẵn sàng giúp em nha chắc chắn là cái phần giải đáp vừa rồi của bác sĩ Trang Đoàn ấy thì mọi người sẽ Trả lời câu hỏi cực kỳ chuẩn xác luôn, em tin chắc là như thế. Bây giờ mời uh, câu hỏi thứ hai ạ. À. Cho em xin slide câu hỏi thứ hai ạ. À. Câu hỏi số 2 là năm cơ chế nổi bật của bacuion trong điều trị da. Và ai có ai muốn uh, trả lời thì mình comment số 1 giúp em nha và em sẽ À, mời anh chị nào có comment nhanh nhất để trả lời câu hỏi này ạ. À em đã nhìn thấy comment của bác sĩ Nguyễn Nguyên rồi ạ. Bác sĩ Nguyễn Nguyên ơi, mình có thể bật mic lên và trả lời câu hỏi nha. Năm cơ chế nổi bật của cô John trong điều trị da, em xin phép mời bác sĩ Nguyễn Nguyên ạ. Dạ, yeah. năm hey, cơ chế cơ chế thứ nhất là chống oxy hóa. Cơ chế thứ hai là tăng kháng hóa thứ ba là kích thước collagen thứ tư là chống viêm và thứ năm là tăng tái tạo da Hello. Dạ vâng à em xin phép mời bác sĩ Trang Đoàn nhận xét về câu trả lời của bác sĩ Nguyễn Nguyên à về năm cơ chế nội của Bacolion À, cảm ơn trả lời câu câu trả lời của bác sĩ Nguyễn Nguyên à, rất là chính xác uh, trong uh, đấy là năm cơ chế nổi bật của Macuion uh, đặc biệt là trong cái uh, vấn đề về chống lão hóa thì uh, bác sĩ Nguyên có chia sẻ uh, về năm cái cơ chế mà nổi bật uh, trong cái tác dụng chống lão hóa là thứ nhất là uh, uh, Dạ, à, tăng hydrat hóa cho da này, tăng sinh collagen này, à, rồi là à, giảm các à, giảm các cái biểu hiện của các cái men mà gây thoái hóa cái uh, collagen này, rồi là tăng cái tốc độ tái tạo của da. Thì đấy là những cái, cái chống viêm cũng là một cái biểu hiện à và cũng gián tiếp làm uh, chống lão hóa cho da. Ngoài ra thì uh, còn những cơ chế liên quan đến điều trị mụn và làm sáng da nữa thì tuy nhiên câu trả lời của bác sĩ cũng rất là đầy đủ về năm tác động nổi bật của bacotriol rồi và tác dụng chống lão hóa cũng là tác dụng nổi bật nhất của bacotriol so với những cái sản phẩm khác đặc biệt là retinol thì cũng có rất là nhiều nghiên cứu để chứng minh cái cái khả năng cái biểu hiện của gen này cũng như là cái khả năng mà cái, cái sự nổi bật của bacuchon so với retinol đã ức chế một số men phân hủy collagen này cũng như là tăng biểu hiện của các cái chất mà chống oxy hóa này thì bacuchon nổi bật hơn retinol trong cái lĩnh vực này rất là cảm ơn câu trả lời của bác sĩ nguyễn nguyên Vâng à, em cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Nguyễn Nguyên Và phần giải đáp của bác sĩ Trang Đoàn Và bây giờ chúng ta sẽ à, Xin chúc mừng bác sĩ Nguyễn Nguyên Đã trả lời đúng câu hỏi này Và mình nhận được một phần quà Là bộ 3 sản phẩm Bacusion Chỉ giá 1 triệu 560 nghìn à. Bác sĩ vui lòng để, để lại thông tin Để bên em có thể liên hệ và gửi quà cho bác sĩ Sau khi kết thúc cái buổi zoom này nha Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo Câu hỏi số 3 này Ơi, câu hỏi này dễ quá mọi người ơi. Bây giờ, trước khi em đọc câu hỏi là mọi người chuẩn bị tay để bấm số 1 à, bấm số 2 nha. Bây giờ là số 2 nha các chị nha. Bây giờ là sẽ comment số 2 nha. Câu hỏi là ba cochon và retinol được khuyên dùng cho những làn da như thế nào? Comment liên tục số 2 mọi người ơi. Ôi câu hỏi này dễ quá cho nên là rất nhiều người muốn trả lời luôn. Em nhìn thấy comment đầu tiên không biết đây là anh hay chị ạ à? Có tên Zoom là Samsung SM Em xin phép mời giờ Anh hay chị nào Để mình bật mic lên để trả lời câu hỏi này nha Dạ alo Dạ à, Chị ơi mình có thể giới thiệu Một chút về tên của mình được không ạ Và mình bật mic lên chị nhá à, Bật dạ. camera mặc bật, bật cam hả chị tại vì em đang ở nhà mặt đổi nhà dạ thế thì chị có thể giới thiệu một chút về tên của mình trước khi mình trả lời câu hỏi này ạ à? dạ dạ em tên hồng nhung hả dạ em chào chị hồng nhung nha à, em xin phép một trả lời về câu hỏi bakuchon và retinol được khuyên dùng cho những làn da như thế nào ạ à? dạ dạ bakuchon và retinol được khuyên dùng trong những làn da bị mụn bị lão hó bị đốm nâu tàn nhang hoặc là bị uh, cơ, các vết nhăn dấu hiệu của lão hó ạ à? câu trả lời của chị hết chưa ạ à? dạ dạ hết rồi ạ à. làm mụn bị đốm nâu đùi mùi lão hót rồi vết uh, nhăn chị dạ ok để chị hó lại cho chị ghi nhớ um, ghi nhớ câu trả lời của mình nha dạ dạ còn anh chị nào có câu trả lời khác không ạ à? mình comment số ba giúp em với ạ à? Mọi người ơi, mình còn câu trả lời nào khác với chị Hồng Dung không? Mình comment số 3 nhé. Thế thì chắc là chị Hồng Nhung đã trả lời đúng hết rồi đúng không ạ? À? Bây giờ thì em xin phép mời bác sĩ Trang Đoàn nhận xét về câu trả lời của chị Hồng Nhung ạ. À chị Hồng Nhung trả lời lời tất cả các vấn đề của da rồi đúng không ạ? Tại vì uh, tên cuộc shop của chúng ta ngày hôm nay là bakuchiol là hoạt chất đa nhiệm, vậy thì vấn đề gì của da bakuchiol và retin uh, bakuchiol cũng giải quyết được, uh, bakuchiol và retinol thì uh, đều là một hoạt chất đa tác động, uh, chính vì thế chị uh, nói các vấn đề nào của da thì cũng đúng. <laughs> thì và và đúng là với chống lão hóa này à, giảm viêm này là trong cơ chế điều trị mụn này hay là làm sáng da thì là những cái tác dụng chính của bà cô John và retinol và đây là câu trả lời hoàn toàn chính xác dạ vâng à. em xin cảm ơn phần giải đáp của bác sĩ Trang Đoàn và em chúc mừng chị Hồng Nhung với câu trả lời vừa rồi chị nhận được một phần quà đấy là bộ ba sản phẩm Bacolion trị giá 1 triệu 560 trăm nghìn và chị Hồng Nhung nhớ để lại thông tin để bên ban tổ chức sẽ gửi quà cho chị sau khi kết thúc buổi zoom này nha và một lần nữa thì em xin chúc mừng ba khách mời may mắn nhất đã nhận được những phần quà giá trị trong buổi tối ngày hôm nay và bây giờ thì cũng là thời lượng gần kết thúc chương trình rồi và em xin phép được nhắc lại một chút về cái chương trình ưu đãi của AWA dành riêng cho tất cả các khách mời tham gia vào Zoom buổi tối ngày hôm nay đây chính là chương trình chiết khấu vô cùng hấp dẫn là tất cả mọi đơn hàng các anh chị sẽ được chiết khấu 35% ngoài ngoài cái việc chiết khấu đã ra thì mọi người còn được thêm một ưu đãi nữa đó chính là nhập hai sản phẩm thì sẽ được tặng thêm một chai Bacochon Mix là xịt khóa Bacochon đấy ạ. À. Đây là một cái chương trình đối với em Phụng là to nhất từ trước đến giờ mà AWA tổ chức và dành riêng cho mọi người luôn. Đó cho nên là các anh chị đừng bỏ qua cái cơ hội hấp dẫn này để mình có thể trải nghiệm các sản phẩm của uh, trải nghiệm sản phẩm bacotron của AWA và trong cái việc là mình sẽ ứng dụng vào điều trị cho các khách hàng tại spa và phòng khám của mình mọi người nhé. Và sau khi kết thúc cái buổi zoom ấy thì ban tổ chức sẽ gửi cho mọi người một cái link và các anh chị sẽ đăng ký uh, các anh chị quan tâm và muốn nhập hàng thì các anh chị sẽ đăng ký vào cái link đấy giúp em nha và những cái câu hỏi mà các bác sĩ cũng như là ban tổ chức chưa kịp giải đáp cho các anh chị thì em xin phép là được uh, hỗ trợ giải đáp trực tiếp ở trên uh, group chung của AWA nếu như các anh chị nào tham gia buổi hoạt số ngày hôm nay mà mình chưa được ép vào cái nhóm zalo đấy thì các anh chị nhắn tin cho các bạn phụ trách các bạn nhân viên phụ trách uh, để mà các bạn ấy ép mình vào cái nhóm zalo đấy mọi người nha và bây giờ thì uh, trước khi khép lại chương trình thì em uh, rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt đông đủ và cùng uh, theo dõi, cùng tham gia vào workshop và bác của John buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn phần chia sẻ rất là bổ ích của bác sĩ Trang Đoàn và bác sĩ Trương Khánh Toàn. Và em tin chắc rằng sau cái buổi workshop này thì mọi người sẽ... Uh, yên tâm và tự tin khi mà ứng dụng ba vào cái việc điều trị trẻ hóa chống lão hóa cho bản thân mình và cho các khách hàng của mình vì ba có thể khắc phục được tất cả các nhược điểm của retinol nhưng mà hiệu quả lại tương tự như retinol luôn đó thì bây giờ thì rất là cảm ơn mọi người đã tham gia workshop sốt của Ao qua buổi tối ngày hôm nay và em chúc cho các anh chị có một buổi tối ngủ thật là ngon và em hẹn gặp lại mọi người trong những buổi workshop tiếp theo của Ao qua Việt Nam ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. À.